vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên, năm kẻ ăn nhậu rồi giở trò đòi bài. Lời khai của đối tượng Vương Văn Hùng tại cơ quan điều tra ban đầu cho biết có năm tên ăn nhậu sau đó đã giở trò đòi bài sát hại em Cao Mỹ Duyên. Trưa ngày 11 tháng 2, theo nguồn tin từ phóng viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành xác minh và khám xét nhà cậu mợ của đối tượng Vương Văn Hùng. Hùng là người kẻ cầm đầu trong một băng nhóm người hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên khi em đi giao gà vào chiều 30 Tết. Ngôi nhà bị khám xét nằm tại Bản Phụ, xã Nông Nẹt, huyện Điện Biên. Được biết, sau khi ra tù, Vương Văn Hùng không về nhà mà thường xuyên ăn nhậu ở nhà cậu mợ ở Bản Phụ, xã Nông Nẹt, huyện Điện Biên. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai có 5 tên ăn nhậu, sau đó giở trò đòi bài sát hại em Cao Mỹ Duyên. Có một đối tượng khác mang điện thoại của em Duyên đi chúc Tết, sau đó giấu điện thoại này tại một nhà của người bạn xã Nông Hẹt, huyện Điện Biên. Trước đó, theo tin đã đưa, vào khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 2, một thi thể nữ giới được phát hiện tại chuồng chăn lợn của một căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là nữ nhân Cao Mỹ Duyên, sinh năm 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Đây chính là nữ sinh được gia đình thông báo mất tích từ chiều ngày 30 Tết. Trong quá trình đi giao gà, thi thể em Duyên được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, mũ bảo hiểm nằm úp mặt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra và mở rộng. Trấn Thành bị tố tiếp tay truyền thông chỉ mũi vào phim Trạng Quỳnh. Nhiều cổ đông của phim Trạng Quỳnh tỏ ra bức xúc và đòi khởi kiện Trấn Thành. Những ngày gần đây, lùm xùm quanh việc Trấn Thành cùng tham gia hai phim Tết Trạng Quỳnh và Cô Lại Vợ Bầu đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nam diễn viên bị vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh Thanh Thúy phản ứng khi bỏ rơi dự án phim Trạng Quỳnh vì chỉ vì chăm chăm cho một quảng cáo bộ phim riêng là Cô Lại Vợ Bầu. Thậm chí, đạo diễn Đức Thịnh còn cho rằng ông xã Henry Won đã cư xử không khéo khi lên tiếng về việc Cô Lại Vợ Bầu bị đối xử chơi xấu, đánh giá một sao trên các trang web trực tuyến, khiến nhiều người nghi ngờ do ekip Trạng Quỳnh gây ra, ảnh hưởng uy tín của ekip, cũng như là khiến bộ phim, bộ phận khán giả quay lưng và tẩy chay bộ phim này. Vào chiều ngày 10 tháng 2, cộng đồng mạng đã một phen xôn xao khi xuất hiện thông tin dàn cổ đông phim Trạng Quỳnh đòi khởi kiện Trấn Thành bởi các công việc thiếu chuyên nghiệp. Trong nội dung thuật lại, cuộc trao đổi giữa đạo diễn Đức Thịnh và các cổ đông, phần lớn ý kiến đều không đồng tình về cách cư xử của ông xã Henry Won. Các cổ đông đã đồng tình đại cách xe rất cao cho Trấn Thành, ngoài việc chuyên môn thì phải làm luôn việc hỗ trợ tối đa việc marketing và PR cho bộ phim. Điều đó là hiển nhiên, bộ phim nào cũng như vậy, tại sao ekip Trạng Quỳnh bị dìm hàng bằng phần trăm comment ảo? Ai cũng biết là đối thủ của phim khác, Trấn Thành lại không bình vực. Chúng tôi không trách Trấn Thành PR cho phim còn lại, nhưng khi anh ta quay lưng bỏ mặt tác phẩm mình từng tham gia thì rất quá đáng, thậm chí còn tiếp tay để truyền thông chỉ mũi vào phim Trạng Quỳnh và các cổ đông còn lại cho ý kiến. Trong khi đạo diễn Đức Thịnh tỏ ra thông cảm với Trấn Thành và khuyên nên bỏ qua vì Trạng Quỳnh vẫn đang thành công và đạt được doanh thu khả quan, các cổ đông tiếp tục lên tiếng. Anh Thịnh không phải là cổ đông của bộ phim, mà là người phụ trách chuyên môn của bộ phim. Ở đây không vấn đề chuyên môn hay cảm xúc cá nhân, đây là sự đòi hỏi công tác chuyên môn. Đâu phải là ngôi sao thì muốn làm gì là làm, biết là Trấn Thành rơi vào tình huống khó. Nhưng với tư cách cổ đông, chúng tôi rất thất vọng vì cách cư xử vô lối, tùy tiện của Trấn Thành. Anh ta phải hoàn thành trách nhiệm của cả hai bộ phim, vì anh ta lãnh lương của cả hai bộ phim và cũng là cổ đông của Trạng Quỳnh. Khi liên hệ với đạo diễn Đức Thịnh để tìm hiểu thông tin, cha đẻ của Sira Siêu Ngố cho biết anh sẽ không để các cổ đông khởi kiện Trấn Thành, sẽ bảo vệ nam diễn viên đến cùng, dù trước đó từng có lúc nóng giận với cách hành xử của đàn em. Tôi là nghệ sĩ nên tôi hiểu Trấn Thành, trước đó tôi có phần nóng nảy, nhưng bây giờ thì bình tâm lại, tôi không trách cậu ấy. Chúng tôi chỉ là nạn nhân cho cuộc cạnh tranh này thôi. Ông xã Thanh Thúy chia sẻ, về Trấn Thành, nam diễn viên vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra phát ngôn chính thức về vụ lùm xùm vừa qua. Dành cả tuổi thanh xuân, nuôi cả lợn ta lợn tây, bán 100 tấn một năm. Qua nhiều năm gắn bó với nghề nuôi lợn, lợn con, ăn cơm năm, anh Nguyễn Hồng Minh,
sinh năm 1978 chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ dù giá trị thị trường biến động liên tục. Năm được, mất mùa. Trung bình mỗi năm, trang trại của anh Minh xuất ra thị trường khoảng 100 tấn hơi lợn và lợn ta, lợn rừng, lợn tây, lợn lai, thu về hàng trăm tỷ đồng. Đến thăm trang trại lợn của anh Nguyễn Hồng Minh ở thôn Cà Trong, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi thật sự ấn tượng với sự toán, quy hoạch bài bản và khoa học của ông chủ 7X. Anh xây dựng 3 khu chuồng trại riêng biệt với tổng diện tích trên 1.000m², gồm khu nuôi lợn nái sinh sản, lợn hậu bị, khu chăn lợn thả rừng và khu nuôi lợn thương phẩm. Các chuồng lợn đều được đầu tư thiết kế khoa học và lắp ráp theo camera để tiện theo dõi, đồng thời có ghi chi tiết lịch sử ăn, tiêm phòng và khối lượng thức ăn đối với từng đàn lợn. Anh Minh cũng cho biết, gia đình anh bán duyên với cái nghề nuôi lợn con ăn cơm nằm từ rất lâu. Bố mẹ anh hồi còn nhỏ đã bắt đầu nuôi lợn nhưng với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2013, anh tiếp quản và đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mở rộng chuồng trại và nuôi một con giống chất lượng. Rồi với bố mẹ về tận Hưng Yên, Bắc Ninh để chọn tuyển chọn những con lợn sống đạt chuẩn. Hai con lợn sống hiện tại tôi cùng bố mẹ đã phải mất nhiều thời gian đi lựa chọn và mua với giá khá cao là 120 triệu đồng một con. Tuy nhiên, giá hơi đắt, chua chát, nhưng đổi lại con sống có tốt thì lợn cũng mới có chất lượng. Những con lợn con, hậu bị, chúng tôi cũng mua với giá 120.000 đồng một kg, anh Minh chia sẻ. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, chăn nuôi lợn, mặc dù giá trị thị trường như đồ thị trong toán học, lúc lên lúc thất thường và lúc xuống cũng thất thường, nhưng chưa bao giờ anh Minh suy nghĩ đến việc hai chữ từ bỏ. Anh cho biết, ban đầu mới bắt tay vào mở rộng về nguồn vốn, về khâu kỹ thuật, nhiều lứa lợn dịch bệnh gây thiệt hại lớn, nhưng càng những lúc khó khăn, bố tôi lại động viên và cùng tôi suy nghĩ cách giải quyết. Vào thời điểm năm 2017, giá lợn hơi lao dốc, không phanh, giá chỉ còn 15.000 đồng đến 18.000 đồng một kg lợn. Gia đình tôi cũng nhiều lần lao đao vì lỗ và không có nguồn vốn để duy trì đàn lợn nái, lợn sống. Lúc đó gia đình tôi phải bán đất, bán rừng để có thể có tiền duy trì được đàn lợn. Thậm chí tôi cũng đã nhiều lần đi vay nóng để có lãi suất cao, anh Minh nhớ lại. Anh Minh cho biết, việc phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại cho hiệu quả kinh tế khá cao, rất lớn so với việc chăn nuôi nhỏ lẻ. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển ổn định theo quy mô lớn cần có nguồn vốn đầu tư rất là lớn và cũng mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm bắt được các khâu chăm sóc kỹ thuật và phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Để có thể chủ động được lợn giống, anh Minh vừa nuôi lợn nái, vừa nuôi lợn thương phẩm. Từ chuồng trại đến quy mô anh chăn nuôi, anh không đầu tư dồn một lúc mà hễ nuôi con lợn lại, anh lại đầu tư xây dựng mở rộng chuồng trại, tăng số lượng lợn nái lên. Một trong những kinh nghiệm nuôi lợn của anh Minh là từng độ tuổi và từng thời kỳ sinh trưởng, đàn lợn đều có thực phẩm và khẩu phần ăn riêng phù hợp, giúp chúng sinh trưởng cao và phát triển tốt. Chính vì điểm này mà thương lái đổ xô mua lợn thương phẩm của gia đình anh. Bình quân mỗi tháng anh xuất chuồng gần 10 tấn lợn thương phẩm ra thị trường, gặp thời giá tốt, gia đình anh thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Hai cây xanh khủng của doanh nhân bí ẩn ở Hà Nội. Cây xanh cổ, cửu long tranh châu, trồng trong một chậu, có bộ rễ với chu vi lớn nhất Việt Nam, hiện thuộc sở hữu của một doanh nhân ở Hoàng Mai, Hà Nội. Chủ nhân của cây xanh này cho biết, cây có nguồn gốc từ một gia đình quý tộc thời phong kiến. Sau khi mua về, chủ nhân này đã trồng cây vào một chiếc chậu dài 4,8m, rộng 3m, cao 0,5m và chăm sóc theo nghệ thuật bonsai. Đến nay, cây cổ cửu long tranh châu trồng trong chậu có bầu rễ chu vi là 9,1m, dài 3,7m và ngang 2m, cao 1,9m. Cửu rồng tranh châu nghĩa là 9 con rồng tranh nhau một viên ngọc châu, xuất phát từ thế dáng của chính cây xanh này. Bầu rễ của cây gây ấn tượng vì không thể chỉ lớn mà có lẽ lắc liễu.
những hòn đá như ôm dưới chân cây. Chiều cao bộ rễ là 0,55m, chiều cao cây là 3,2m, nếu tính cả chậu, tổng thể chiều cao lên đến 3,7m. Bộ rễ tu lại với nhau màu trắng, dấu tích này cho thấy rất có thể ban đầu đây là một cây xanh được dùng để ký vào hòn non bộ. Theo chủ nhân của cây, để sở hữu cây xanh độc đáo này rất khó khăn. Năm 2010, cây được xác định của Bộ Dược liệu Trường Đại học Dược Hà Nội. Xét theo mẫu vật lấy tại cây cành ai này cho thấy độ tuổi của cây này rơi vào khoảng 152 năm tuổi và được cấp bằng công nhận cây xanh cổ châu có chu vi lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh cây xanh cổ long Thanh Châu là tác phẩm xanh Mộc Thạch Ninh Phong. Tác phẩm này được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận cây xanh ôn đới nghệ thuật lớn nhất và cổ nhất châu Á vào năm 2010. Cây xanh này mọc theo nghinh phong cao 3m,